Xin chào anh em, hôm nay thì mình sẽ so sánh về cái khả năng hiển thị của hai cái máy, đó chính là Vsmart Joy 3 ở bên phía tay phải và Samsung Galaxy Anamot ở bên phía tay trái. Vsmart Joy 3 thì có màn hình là 6,5 inch, sử dụng tấm nền là IPS LCD và có độ phân giải là HD+. Còn trong khi đó thì Samsung Galaxy Anamot thì sử dụng tấm nền là Super AMOLED và có độ phân giải là Full HD Plus nha anh em. Thì một trong những cái điều mình đánh giá không cao ở con Vsmart Joy 3 đó chính là cái độ sáng màn hình của nó thì khá là thấp nha. Khi mà mình để mắc độ sáng của Vsmart Joy 3 thì nó chỉ xấp xỉ con Galaxy Anamot ở khoảng hơn 50% độ sáng mà thôi. Tuy nhiên thì cái này thì nó là một cái điều mà mình nghĩ là cũng chấp nhận được, tại vì mức giá bán của nó thì chỉ bằng 1/3 so với Samsung Galaxy A51 mà thôi. Và về độ phân giải ấy, thì khi mà các bạn xem YouTube thì trên con Vsmart Joy 3 nó chỉ mở được max setting là 720p thôi. Tuy nhiên thì nó vẫn rất là đẹp nha anh em. Như anh em có thể thấy trong clip này thì mình có cảm giác là màn hình của Samsung Galaxy A51 nó hơi bị ám vàng một chút xíu, còn cái màu sắc ở trên con Joy 3 thì nhìn nó khá là tươi tắn và rất là chân thực nha. Nhiều anh em thì bảo xài màn hình HD Plus nó bị rỗ hay gì đó, thì theo quan điểm cá nhân của mình, không ai dí sát cái mắt vào điện thoại để mà nhìn hết anh em ạ. Nếu mà mình nhìn ở khoảng cách khoảng 20 cm thôi á, tức là cũng khá là gần rồi á, thì mình gần như là cũng không thể nào nhìn được các cái pixel ở đó đâu, rất là khó để mà nhận biết được. Cái vấn đề khi mà nhìn rỗ á, là khi anh em nhìn vào các cái icon của nó hoặc là các cái chữ, cái viền chữ á, khi mà mình phóng to lên mình sẽ nhìn thấy rất là rõ, nó bị răng cưa, hoặc các icon thì nó sẽ không có được mịn ở các cái cạnh, các cái bo tròn. Tuy nhiên thì với mức giá này thì mình nghĩ là nó chấp nhận được. Mình luôn để con Vsmart Joy 3 ở bên phía tay phải của màn hình nha. Đây là màn hình của Vsmart Joy 3 này. Khi mà mình zoom cận cảnh lại thì em có thể thấy cái màu sắc chi tiết rất là tốt nha. Còn đây là màn hình của Samsung Galaxy A51 nha. Khi mình zoom lại thì các bạn có thể thấy là bằng mắt thường thì mình sẽ không thể nào nhận biết được cái sự khác biệt quá lớn giữa HD Plus và Full HD Plus đâu. Nên thành ra là mình vẫn đánh giá rất là cao cái tấm nền trên con Vsmart Joy 3, bởi vì cái màu sắc nó cho rất là tuyệt vời, rất là tốt, cực kỳ đẹp luôn. Hôm qua video này thì mình nghĩ là các bạn sẽ có cái nhìn cụ thể hơn về cái màn hình của Vsmart Joy 3 thì trong tầm giá khoảng dưới 2,5 triệu đồng, thì đây thực sự là một cái máy với một cái màn hình rất là ấn tượng. Vậy thì anh em thấy sao về sản phẩm này thì vui lòng để lại comment ở phía dưới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở trong những clip tiếp theo.